Xin chào ạ. Rất là vui khi được gặp cô chú anh chị ở video của buổi ngày thứ bảy này. Và đúng là buổi ngày thứ bảy thì chúng ta cũng tập bình thường thôi, không có gì cả. Tuy nhiên đấy, thì trong buổi ngày thứ bảy này chính là chúng ta kết nối với nhau. Tại vì các bạn đã trả phí mà, đã trả phí và chúng ta kết nối với nhau. Kết nối với nhau thì cô chú anh chị cứ kể ra những cái gì mà mình làm sao đang vướng mắc trong cuộc sống. Ví dụ như là Kim Toàn sẽ đặt câu hỏi là: cô ơi, cô bị đau vai gáy thì đau ở chỗ nào ra làm sao? Hoặc là: chú ơi, chú bị đau vai gáy ở chỗ nào ra làm sao? Sau đó Kim Toàn sẽ hỏi tiếp là: cô chú đang làm cái công việc gì? Thì cô chú anh chị lại kể ra cái công việc đó cho Kim Toàn. Thì sau khi một loạt các cái test kiểm tra mà Kim Toàn nêu ra như vừa rồi đấy, có thể là từ ăn uống, cũng có thể là sử dụng các loại thuốc, cũng có thể là do cái công việc, cũng có thể là do là những cái lối sống sinh hoạt bình thường hàng ngày có thể đúng hoặc sai, thì từ đó Kim Toàn tổng kết lại là rằng là cô chú anh chị mắc ở đâu và cần phải tháo gỡ ở đâu để có thể có được một bài tập hoàn hảo hơn, cũng như làm sao không bao giờ bị tái lại cái bệnh đau xương khớp, đau vai gáy cổ, hoặc là thoái hóa, hoặc là thoát vị nữa nhá. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tập luôn nhá. Tư thế đầu tiên chính là tư thế con rắn. Rồi, thật thoải mái, thả lỏng thôi. Dựng đôi bàn chân của mình lên, thả lỏng nhá. Thật thư giãn thôi. Cũng vẫn như thường lệ, chúng ta tập thật là nhẹ nhàng, thật thoải mái và thật thư giãn. Đúng rồi. Rồi, thì có thể Kim Toàn lấy lại luôn cái ví dụ này. Kim Toàn sẽ hỏi rằng là: cô ơi, cô có bị đau lưng không? Hoặc là: chú ơi, chú có bị đau lưng không? Và các bạn có thể, cô chú anh chị có thể trả lời là có. Thì Kim Toàn sẽ hỏi tiếp là: đau ở đâu? Có thể là đau ở thắt lưng. Tôi đau ở cái phần thắt lưng đau lắm. Sau đó cái cổ tay của tôi nó cũng đau, vai nó cũng đau. Thì có nghĩa là Kim Toàn cứ hỏi đến đâu thì cô chú anh chị trả lời đến đó. Thì sau một loạt các cái tư thế động tác mà Kim Toàn hướng dẫn chia sẻ từ đầu video số 1 cho đến video số 7, thì bắt đầu chúng ta tổng kết lại và có cái phác đồ điều trị riêng cho mình. Có nghĩa là có cái bài tập dành riêng cho mình nhé, chứ không phải là bài tập chung cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn nâng cao năng lượng sức khỏe của mình lên những cái tầng cao mới, có thể là vượt con số là 80%, 90%, 100%, thậm chí là còn trẻ hóa cơ thể của mình lại 10, 15 tuổi. Và đây là thực tế nhé. Rất nhiều người tập yoga sau một thời gian là trẻ lại, khỏe hơn và đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn, tinh anh hơn, đúng không? Ngoài ra lại còn có thêm một lượng kiến thức rất là lớn để có thể giúp người khác khỏe mạnh hơn, đặc biệt là những người thân của mình. Rồi nâng người lên, thoải mái này, đè về thế chó giữa mình, rất là quen thuộc và đơn giản, đúng không? Rồi thật tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt, càng chắc càng chặt chẽ và thiền trong tư thế thì càng tốt rồi. Tĩnh, chắc, chặt chẽ và thiền luôn trong tư thế. Đúng rồi, thật tĩnh, thật chắc, thật chặt chẽ và thiền luôn trong tư thế nhá. Ví dụ như tư thế này, tư thế chó giữa mình này, thì rất nhiều cô chú anh chị sẽ bị đau cái chân của mình quá và không đè được xuống. Thì Kim Toàn cũng hỏi là: cô ơi, cô đau ở chân phải hoặc chân trái? Thì các cô chú anh chị sẽ trả lời là: tôi đau cả hai chân. Vậy thì Kim Toàn sẽ hỏi tiếp là: chân phải đau nhiều hay chân trái đau nhiều? Giả thiết như cô chú anh chị bây giờ sau khi nghe thấy câu hỏi thì bắt đầu mới đo lường, thấy hình như là chân phải của tôi đau hơn, nhưng chân trái thì vừa đau vừa mỏi, thì bắt đầu Kim Toàn lại làm sao có cái kiểm tra, có cái ước lượng, có cái đo lường, thì ra là làm sao có thể là cô chú anh chị lại còn bị cong vẹo một vài đốt sống, bị lệch một vài đốt sống về bên trái hoặc bên phải, đúng không? Hoặc là một chân dài, một chân ngắn, hoặc một chân to, một chân bé, dẫn tới là chân chúng ta khi nằm ngủ đấy, mình duỗi chân ra thì thấy có một chân dài, một chân ngắn, và lưng mình cũng bị mỏi và ê ẩm ở bên trái hoặc bên phải, đúng không? Thì thông qua rất nhiều cái test kiểm tra của các động tác này, động tác nào cũng là một cái test kiểm tra hết, chứ không phải chúng ta tập cho chơi, cho rảnh, cho mất thời gian đâu nhé, cho lãng phí thời gian đâu nhé. Rồi giữ thẳng người ra, thế lạc đà này, hạ cái gối của mình xuống, cố gắng là dựng hết cỡ cái bàn chân nhé, dựng cái bàn chân này, hai gối cũng mở rộng bằng vai, hai bàn chân dựng thẳng rồi, túm lấy gót chân nhé, túm gót chân này, đẩy cái hông của mình về trước. Rồi, cô chú anh chị có nhìn thấy rằng là Kim Toàn tập rất là nhàn đúng không? Nhàn ơi là nhàn, nhàn dễ lắm, nhưng rất nhiều người là không đẩy được cái hông của mình về trước. Một phần vì cái đốt sống cổ của chú anh chị nó đau quá rồi. Ở đây này, cố gắng gập cái đầu của mình nhìn vào ngực nhé. Còn trong trường hợp không thể làm được thế này thì rất nhiều người là cái tổn thương xương nó rất là nặng rồi, nặng lắm, có thể là đau lưng rồi, có thể là đau cổ, vai gáy rồi, tê rồi, thậm chí là vai mình rất là dày rồi, thì thông qua cái test kiểm tra này mình không làm được, hoặc mình làm được rất là kém nhưng không giữ được đủ thời gian ấy, thì lại có cái test kiểm tra tiếp, đúng không? Các cái test kiểm tra đó liên tục nối tiếp nhau thông qua các tư thế động tác, và cứ mỗi ngày một chút mình không làm được, rồi mình sẽ lại làm được thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút. Biết đâu đó một vài tuần sau thì mình làm rất là tốt. Và đây chính là sự đo lường. Chúng ta làm được tư thế động tác thì tự động chúng ta sẽ khỏe lên thôi. Đấy là thực tế nhá.
rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Vô cùng dễ, vô cùng đơn giản. Rồi, từ từ gập người lên. Cuộn cả lên, đúng rồi. Gù lưng một chút cho đỡ đau lưng nhá. Gù lưng này. Đúng rồi, gù lưng cho đỡ đau lưng. Hai gối vẫn mở rộng bằng vai. Hai chân vẫn mở rộng bằng vai, đúng rồi. Với hai tay về trước một chút, sao cho hai cái cánh tay của mình nó chống vuông góc mặt thảm. Và hai chân cũng chống vuông góc mặt thảm nhé. Đúng rồi. Rồi từ từ nâng chân trái của mình lên. Duỗi thẳng mũi chân trái này. Ngẩng đầu của mình lên. Giơ tay phải của mình lên. Động tác khá là quen thuộc đúng không? Giữ tĩnh. Thật tĩnh này. Đúng rồi. Sao cho càng ít dao động càng tốt. Không cần phải ngẩng quá cao đầu nhé. Chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút xíu thôi. Đúng rồi. Tập trung siết chặt cái bụng của mình lại. Siết chặt cái bụng này. Đúng rồi. Siết chặt bụng lại. Không cần giữ quá nhiều thời gian mà chỉ cần giữ thật tĩnh thôi. Đúng rồi. Trong cái bài tập mà chúng ta được tập từ bài 1 đến bài số 6 thì cũng đã khá đầy đủ các tư thế động tác để có thể hỗ trợ điều trị được cái bệnh đau vai gáy, tê tay, thoái hóa đốt sống cổ, khó ngủ, mất ngủ, huyết áp thấp. Tuy nhiên là đúng là có rất nhiều động tác khác nữa, phức tạp nữa và nâng cao hơn một chút để kích hoạt vào những cái nhóm cơ sâu hơn và những cái hướng góc khác nhau của vị trí cơ thể. Và để làm được việc đó đấy thì mọi người đúng là cần phải sang cái bài tập số 7 rồi hạ tay xuống. Thông qua những cái test kiểm tra của bài tập số 7. Tiếp tục này, đổi bên, nâng cao chân phải của mình lên, đừng uốn cong cuộc sống nhá. Duỗi thẳng cuộc sống, ngẩng mỗi cái đầu lên thôi. Đúng rồi. Chân phải và tay trái. Và thông qua những cái test kiểm tra của bài số 7 thì bắt đầu làm sao Kim Toàn sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn, mọi người, cô chú anh chị tránh được những cái nghiệp từ cái công việc của mình hoặc là từ cái lối sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Và đúng là có rất nhiều cô chú anh chị bị đau vai gáy đau lắm, đau thực sự luôn. Đau có cảm giác như mình ngửa cái đầu mình ra một cái là mình chỉ cần hơi ngửa cái đầu mình lên này là mình đã cảm thấy trời đất nó cuồng quay rồi. Nó giống như là mình bị cao huyết áp đấy, sắp sửa bị tai biến đến nơi rồi đấy. Và đúng là có nhiều hôm đấy, thời tiết nó thay đổi. Thí dụ như là đang mưa thì lại nắng, hoặc đang nắng thì lại mưa, hoặc là đang bình thường có áp thấp mà mình cảm thấy rất là đau đầu, cảm thấy rất là căng thẳng, thậm chí là choáng và chóng mặt, ù tai, hoa mắt đúng không? Thì đó là những cái triệu chứng mà cơ thể của chúng ta nó nhọc quá rồi, nó yếu, nó mỏi quá rồi. Và chúng ta còn bị ảnh hưởng cả cái từ trường của trái đất. Rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng. Nhiều hơn còn cảm giác như là mình hít vào không khí oxy nó hình như nó không có oxy đấy. Nó mệt lắm, nó nhọc cực kỳ luôn. Và chúng ta cứ hít lấy hít để oxy vào người thì cũng vẫn cảm thấy rất là mệt. Rồi hạ tay xuống, tiếp tục chân về vị trí cũ này. Thế con mèo nhá, cố gắng sao cho này, cái phần ngực của mình này, phần tay của mình này chạm xuống thảm. Trong trường hợp không làm được như thế này thì rõ ràng là cổ chúng ta đã tổn thương rồi, tổn thương nặng rồi đấy. Còn vẫn làm được thì có nghĩa là vẫn còn xử lý được rất là dễ. Và trong trường hợp mình không thể làm được như thế này, ai đó mà đang làm được như thế này rồi thì cố gắng giữ nguyên nhá, càng tĩnh càng tốt. Còn ai đó mà không thể làm được, đau quá, thấy đau cổ lắm thì các bạn co tay lại, chống lại, đúng không? Chống như thế này đúng không? Để dùng cái tay nó đẩy đỡ cái cổ của mình một chút, đừng để nó chạm sâu quá, nó đau quá đúng không? Có nghĩa là có rất nhiều cách để làm giảm bớt cái cường độ động tác đi. Thì chúng ta phải hơi khéo một chút, nói chung là hơi thông minh một chút, hơi tinh ý một chút thì chúng ta sẽ dễ dàng là kiểm soát được ngay. Rồi giữ tay nhá. Đúng không? Tránh cái trường hợp là cuộc sống làm gì nó khổ đến như vậy, nó nhọc nhằn đến như vậy. Đời sống bây giờ kiếm tiền nó cũng không quá khó như ngày xưa đúng không? Và ai đó đang gặp Kim Toàn trên YouTuber thì chứng tỏ là mọi người có nhà rồi, có tivi, có điện thoại rồi. Vậy thì tội gì không chăm sóc bản thân đúng không? Còn ngoài kia nhiều người ta nhọc quá, người ta tốn nhiều thời gian quá, nhiều sức khỏe để dùng cho những cái việc có giá trị hơn, thì họ đúng là không có cái duyên tập luyện để nâng cấp sức khỏe lên rồi. Còn mình ít nhất có cái điện thoại và có cái chỗ để tập rồi, có nhà, có tivi rồi thì tội gì mà không hưởng thụ đúng không? Tội gì mà phải để cho mình khổ, mình vất vả, mình đau đớn như vậy. Rồi, giữ thẳng người ra này. Nằm sấp nhá. Móc hai chân vào nhau này. Đúng rồi. Tiếp tục phải đan 10 ngón tay vào nhau. Đúng rồi, đẩy cao tay này. Rồi, chúng ta cố gắng nâng người mình lên khỏi thảm một chút thôi. Không cần nhiều, nâng một chút thôi. Đúng không? Rất là dễ. Càng tĩnh càng tốt nhá. Càng chắc chắn, càng chặt chẽ càng tốt. Mỗi tư thế động tác là một cái test kiểm tra. Kim Toàn cũng không cần phải hỏi mọi người xem là làm công việc gì, ăn uống hàng ngày như nào, ra làm sao, hay là làm sao, hay là từ trước giờ cô vui chơi giải trí cái gì, lao động làm việc gì mà nó dẫn tới tổn thương đốt sống cổ. Không cần phải hỏi, chỉ cần thông qua các tư thế động tác mà mọi người không làm được
thì Kim Toàn có thể nhìn cái tư thế đó và biết được rằng là hạn chế cơ thể của mọi người ở đâu, và hoàn toàn có thể sắp xếp cho mọi người một cái giáo án thật là hợp lý và riêng biệt cho từng cá nhân một. Thì cũng giống như là có rất nhiều người bị đau vai gáy này, tê tay này, mỏi các đốt sống cổ này, nhưng có người thì là thái hóa đốt sống cổ dẫn tới cái điều đó, có người là do huyết áp thấp dẫn tới cái điều đó, có nghĩa là máu huyết không lưu thông dẫn tới là ách tắc, có những người thì bị cảm, cảm người ta hay gọi là cảm cổ, y học cổ đại đấy thì người ta gọi là cảm, còn bây giờ người ta gọi là co cơ, có nghĩa là tự nhiên là mình cứ vặn vẹo người nó bị chuột rút ấy, nó co cơ nó dẫn tới là cái chỗ cái cơ đấy nó bị chai lại hoặc là bị làm sao bị dồn máu lại và cần phải giải độc đi bằng cách thì có thể là xoa bóp bấm huyệt, tập luyện hoặc là rác hơi hoặc là châm cứu đó, thậm chí là uống cả thuốc giãn cơ. Rồi hạ xuống tiếp tục này, tay chống ngang eo nhá, nhổm người dậy. Thế đứa trẻ này động tác cũng rất quen thuộc đúng không? Chúng ta cố gắng nhá, ngồi hoàn toàn, lọt cái mông của mình xuống hai chân, áp cái má trái của mình xuống thảm, đồng thời hai tay duỗi về sau. Cố gắng quay căng căng một chút nhé, chứ đừng gác bừa một cái. Làm sao cho cái cổ của mình nó cảm thấy nó căng một chút, nó tức một chút, đúng rồi. Căng một chút, tức một chút nhé, đúng rồi. Căng, tức đúng không? Khi căng căng tức tức rồi đấy, thì có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta bắt đầu đo lường. À, bên trái cổ đau, tức, nhưng bắt đầu lưu ý nhớ này, theo thang điểm từ 1 đến 100, giả thiết như bây giờ nó đau khoảng 60% đúng không ạ? Ấy giả đau khoảng 60%. Rồi, lát nữa chúng ta sẽ nghiêng sang bên phải và chúng ta sẽ phát hiện ra rằng là à, bên phải nó làm sao nó lại dễ hơn một chút. Vậy thì rõ ràng một bên cổ của chúng ta có vấn đề to rồi, cần phải xử lý nhá. Tránh cái tình trạng là ôi trời nó chắc chả làm sao được, kệ nó, đúng không? Rồi làm sao nó cũng chả làm sao ảnh hưởng gì nhiều cả. Dậu đổ bìm neo đấy. Cơ thể của chúng ta cứ mỗi ngày nó hỏng một chút, nó giống như căn nhà vậy. Cơ thể của chúng ta chính là ngôi đền mà, còn linh hồn của chúng ta là trú ngụ ở trong cái ngôi đền đó, đó là cái từ khóa của yoga. Còn đối với đời sống hàng ngày thì cơ thể của chúng ta là căn nhà, đúng không? Còn não bộ của chúng ta đấy là cái người chủ nhà, đúng không? Vậy thì người chủ nhà có trách nhiệm sửa chữa nâng cấp căn nhà đó. Rồi đổi bên nhá, chậm rãi này, chậm rãi, đúng rồi, quay căng thêm một chút, rồi áp má xuống để toàn bộ cái thân trên nó đè vào đốt sống cổ, kéo giãn một cách rất là tự nhiên. Các bạn hoàn toàn có thể tập những cái động tác này hàng ngày ở nhà. Và cái cách trị liệu của nó thì vô cùng đơn giản, chẳng có tốn một xu hay là tốn kém cái gì cả. Toàn bộ các cái trang thiết bị mà giúp chúng ta tập này đấy, nó đơn giản lắm, nó chỉ rơi vào tầm khoảng vài trăm nghìn thôi. Quan trọng nhất là chiếc thảm, thứ hai là cái cục xốp, thứ ba là cái sợi dây, thế là đủ rồi. Toàn bộ cái chi phí chỉ là vài trăm ngàn thôi. Tốt hàng xịn tầm khoảng 1 triệu, còn hàng bình thường thì rơi vào 200 nghìn cũng có, đúng không? Tiền nào của đó. Thậm chí là chúng ta cũng chẳng cần thảm, chúng ta tập trên nhà, trên giường cũng được, chẳng sao cả. Nó hơi chỏng chành một chút rồi dần nó cũng sẽ quen thôi. Và ở nhàn lắm, nhàn ơi là nhàn, tập cả trên đệm luôn cũng được, đúng không? Rồi thậm chí là tập cả ngoài bãi đất cũng được, bãi cát cũng tập được, ở đâu cũng có tập được hết. Rồi thật tĩnh, thật chắc nhá. Rồi có phải là rõ ràng là bên trái cổ với bên phải cổ hai bên có cái cảm giác đau khác nhau đúng không? Có cảm giác như mắc mắc, cài cài, tức tức, chối chối. Nhiều người mà quay như thế này đấy, thậm chí là còn làm sao chóng mặt luôn. Mà cái tình trạng chóng mặt thì có nghĩa là bị viêm cơ rất là nặng rồi, bị thái hóa nặng rồi, mà vẫn chưa chữa trị, trị liệu đấy, điều trị đấy. Thì để tới nó thoát vị, nó sống cổ thì khổ lắm, khổ cực kỳ luôn đấy, không ai cứu được đâu. Đấy là do mình thôi, mình lười thôi. Mình lười là một này, mình chủ quan là hai này, mình cầu thả là ba này, thậm chí là có cả hồ đồ, đúng không? Đến cái cơ thể của mình còn không chăm sóc thì ai chăm được cho mình đâu. Thì mình có kêu, mình có rên đi chăng nữa thì có ai biết đâu mà chăm. Thôi chúng ta nhổm dậy. Rồi, chúng ta trái của mình sang ngang nhá, duỗi hai chân về trước, rồi kéo ngửa bàn chân vào lòng này. Động tác rất là quen thuộc. Thẳng lưng rút dài cuộc sống của mình lên, duyến dài về trước, khóa chặt lại. Toàn bộ những cái động tác từ đầu đến cuối buổi tập thì mọi người cứ tập theo cái sức của mình, đúng không? Nhưng trong quá trình tập thì cố gắng nhá, phát hiện ra xem mình cứng, mình đau ở đâu. Và mỗi động tác đều có kéo vào một vị trí chính. Ví dụ như động tác này, kéo đến trên 80% cái lực kéo tập trung vào cái cơ khoeo ở phía dưới khớp gối. Vậy thì thứ tự ưu tiên và thiền ở trong cái vị trí đó. Thứ tự ưu tiên và thiền ở vị trí đó nhá. Tránh trường hợp bị tay kéo mạnh quá, đúng không? Thì giật xuống vết mạnh quá. Và chân thì ái hùi đau quá. Kéo mạnh quá mà thì nó phải đau, đúng không? Thì chúng ta phải ước lượng được rằng là
cái sức khỏe ở chân thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì tay của mình chỉ kéo vừa vừa thôi, vừa kéo vừa nghe ngóng, chờ một nát sau nó mềm cho một tí thì chúng ta lại kéo thêm một chút, đúng không? Và nát sau nó lại mềm cho chúng ta lại kéo thêm một chút. Thì theo thời gian cơ thể của chúng ta nó sẽ mềm dần nhá, giống như thịt em bé đấy, mềm ơi là mềm, đúng không? Và các cái tổn thương ở trong cơ thể chúng ta nó tự chữa lành rất là nhanh. Càng nhiều tuổi thì chúng ta càng phục hồi chậm. Và bằng chứng chứng minh nhá, những các cái anh trai ngày xưa đấy, tầm 15, 17, 20 đấy, uống rượu say bét nhè đó, hôm sau là vẫn dậy đi làm bình thường, thậm chí sáng chiều vẫn dậy đi làm bình thường. Nhưng bây giờ mà say một trận ấy, có lẽ là phải một tuần sau mới hồi, đúng không? Thậm chí là 10 ngày sau mới hồi. Vậy thì rõ ràng phục hồi rất là chậm. Hoặc là trước kia chúng ta có thể yêu đương thoải mái, với yêu xong lại yêu trực tiếp, đúng không? Với quan hệ tình dục xong lại quan hệ tình dục tiếp. Nhưng bây giờ thì vài ngày sau nó mới hồi lại. Còn sức khỏe đâu mà phung phí, đúng không? Còn sức khỏe đâu mà để mà làm sao, để mà lãng phí. Vậy thì chả có tội gì, ai mà chả sợ chết. Có một từ khóa trong yoga này: phụ nữ thì sợ xấu, trẻ em thì sợ ngu, người già thì sợ chết, và đàn ông thì sợ thất bại. Vậy thì rõ ràng là chúng ta đều có nỗi đau. Độ tuổi giới tính nào cũng vậy, đều có nỗi đau riêng, đều có khó khăn thuận lợi riêng, mà ai cũng đều phải tìm cách tốt nhất để hướng tới điều đó. Và đúng là nữ giới mà chỉ có từ là khỏe đẹp, chứ làm gì có đẹp mà khỏe, đúng không? Không bao giờ có chuyện trên đời mà đẹp mà khỏe cả. Mà khỏe thì tự động sẽ đẹp. Vậy thì nữ giới mà muốn đẹp thì buộc phải khỏe mạnh thôi, đúng không? Mà trẻ em cũng vậy, muốn khôn thì phải có sức khỏe mới học tập được chứ. Bây giờ mắt thì cận lòi 8-9-10 độ, lưng thì vẹo cột sống, đúng không? Táo bón, đi vệ sinh thì táo bón cả một tuần mới đi đại tiện một lần, ăn uống thì giật dẹo, mắt thì mờ, chân tay thì lóng nga lóng ngóng, sức khỏe đâu mà học tập. Người ta học một nhớ một, hoặc ít nhất là cũng phải nhớ được làm sao một hoặc gần một, rơi vãi đi là vừa. Chứ bây giờ mình học 10 mình chỉ có nhớ một, hoặc thậm chí mình học 10 mình lại còn âm một. Thế thì có nghĩa là không có sức khỏe rồi. Thì lấy sức khỏe đâu mà học tập, làm sao mà không ngu là đúng rồi. Còn người già cũng vậy thôi, sợ chết nhưng mà phải làm sao, phải ăn uống nghiêm túc, khoa học lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao thì mới nâng cao sức khỏe của mình lên, thì mới kéo dài tuổi thọ. Chứ mình không khỏe thì bây giờ mình chỉ muốn thôi, muốn thì chỉ là muốn thôi nhá. Rồi buông nhổm dậy, tiếp tục này, hai tay chống ngang với hông của mình, tách rộng chân bằng vai, động tác rất là quen thuộc nhá, xòe rộng tay này, nhưng chúng ta di cái mông của mình về trước, không làm cái bàn nữa nhá. Rồi giữ thẳng tay nhá, sau đó này, di sát cái mông của mình vào gót chân này, khuỳnh hai cái tay của mình xuống, đúng không ạ? Khuỳnh xuống, đúng rồi, để sụt cái vai của mình chạm được vào gáy của mình thì càng tốt. Từ từ ngửa đầu ra, ngửa đến đâu hay đến đó thôi, đúng rồi. Thì đó là người già, đúng là người già sợ chết, đúng không? Nhưng sợ mà miệng mình sợ, nhưng mình không hành động để mình không sợ nữa, thì đấy là cả một vấn đề. Và cái khó ở đây là người già thì thường là tiếp cận công nghệ, các cái kiến thức về công nghệ kém lắm, thậm chí là còn chả biết dùng YouTuber cơ, có khi là bật cái TV lên là xem là chính thôi, chứ cũng chẳng biết qua bài. Có lẽ là có khi là gặp Kim Toàn, nhưng mà có lẽ là tập cả đời một bài, rất là thiệt thòi, đúng không? Vậy thì các bạn là người có kiến thức, có trí tuệ, tội gì không hướng dẫn bố mẹ mình cái cách tập để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bố mẹ mình không ốm và bố mẹ mình sống lâu là sẽ phụ và hỗ trợ mình được chăm sóc con cái thôi. Có đúng là giả thiết như bây giờ các bạn đang tầm tuổi Kim Toàn, tầm khoảng trên 40 đến 50 đổ lại nhé, hoặc là trên 50 một chút, thì tầm tuổi đó chẳng ai là không phải chăm sóc gia đình cả. Trên thì có bố mẹ già, ở dưới thì có con nhỏ, và bản thân chúng ta thì còn phải lao động, sáng tạo, làm việc, thậm chí còn xây dựng sự nghiệp. Vậy thì đùng một cái bố mẹ mình ốm, đúng không? Thì ai đưa con cháu mình đi học, đúng không? Đồng thời lại còn phải trông các cụ ốm ở viện nữa, tốn rất là nhiều nguồn lực. Vậy thì rõ ràng là những cái bài tập đôi khi nó không có nhiều tác dụng lắm đâu, nó chỉ từ 60-80% đến các tác dụng thôi, mà nó không được cái này, nó còn được cả cái khác nữa cơ, đúng không? Vậy thì rất là ý nghĩa, rất là có tác dụng, thì không tội gì mình không làm sao nhỉ? Mời anh em bạn bè, bố mẹ của mình, người thân, người yêu của mình, những người sát sườn với mình đấy, họ tập đi, có khó gì đâu. Còn trong trường hợp họ không tập thì mình tập, và mình tập mình khỏe mạnh lên, hàng ngày mình ăn cơm ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn, ít căng thẳng và ít mệt mỏi hơn, thì người nhà nhìn vào và tự động thấy có lợi ích, đúng rồi, và tự động họ sẽ tập luyện thôi. Chúng ta cũng chẳng cần phải động viên quá là nhiều, nhắc nhở quá là nhiều nhá. Rồi thu mông của mình lại, đúng rồi, có hai chân thì lưỡi cầu ngồi rất là quen thuộc, đúng không? Thẳng lưng nhá, rồi duỗi xuống với dài hai tay về trước thật thoải mái, cứ cúi được đến đâu thì hay đến đó nhé. Còn Kim Toàn thì cố gắng tập tốt lên một chút để tăng cái năng lượng của mọi người lên thôi. Thì lát nữa Kim Toàn sẽ biểu diễn 1-2 động tác, thứ nhất là để cho các bạn giải trí nó vui hơn một chút, và thứ hai là Kim Toàn cũng muốn chứng minh rằng là
Nói được phải làm được, có nghĩa là phải có sức khỏe. Và Kim Toàn có sức khỏe thì Kim Toàn mới lan tỏa được cái sức khỏe của mình tới cộng đồng, và mới giúp đỡ được những người yếu, nâng cao sức khỏe của mình lên, đúng không? Càng căng càng chắc càng tốt nhé. Rồi các bạn cứ giữ nguyên cái tư thế này nhé, và quan sát Kim Toàn làm vài động tác mang tính chất gọi biểu diễn cho nó vui. Đồng thời là thông qua những động tác đó là Kim Toàn mong muốn các bạn có cái nhìn tích cực hơn về cái việc vận động giáo dục thể chất. Giả thiết như bây giờ các bạn đau lưng đúng không? Các bạn cứ giữ nguyên cái tư thế đó mà làm và quan sát nhé. Thì Kim Toàn không những không đau lưng mà còn thực hiện được động tác rất là căng, đúng không? Bẻ rất là xa, đúng rồi, rất là xa. Ngoài ra nhé, là Kim Toàn còn bỏ được tay của mình ra, đúng không? Có nghĩa là không đổ sập xuống, đúng không? Vậy thì Kim Toàn đang chứng minh với các bạn rằng là cái cột sống của Kim Toàn rất là khỏe, cái đốt sống cổ của Kim Toàn rất là khỏe, toàn bộ cơ thể rất là khỏe mạnh, đúng không? Rất là mềm mại, nói được làm được, mà tiếng cũng không hề méo đi chút nào, đúng không? Rồi tiếp tục này, thì Kim Toàn làm tiếp một cái động tác nữa. Thường thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thế bánh xe đấy, ở trong yoga này có cái thế bánh xe, đúng không? Thì cái thế bánh xe là như thế này, đúng không? Rất nhiều người là không làm được như thế này. Làm này ôi rồi khó thế, trông kinh thế. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy trẻ con làm được cái điều này, đúng không? Nhưng ngoài ra thì Kim Toàn còn khỏe hơn trẻ con rất là nhiều. Kim Toàn có thể bỏ tay của mình ra, đúng không? Và các bạn có thấy rằng là Kim Toàn này làm sao? Có thể nghiêng người, thậm chí là còn là nâng cái chân này lên này. Các bạn có nhìn thấy không? Đó, đấy, đúng không? Có nghĩa là kiễng hẳn một chân lên, đứng lên một chân, và cũng thế đổi sang một chân, đúng không? Chân này cũng vậy này, đấy, đúng không? Và Kim Toàn vẫn nói chuyện được bình thường, không méo tiếng nữa, thậm chí còn lên xuống được này, đúng không? Đó, đúng không? Lên xuống này. Rồi, rồi quay người lại, xoay về phía trước, đàn tay lắc lư cái lưng của mình nhé. Vậy thì bài tập có giá trị hay không còn tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn. Cũng như là Kim Toàn có muốn cái cơ hội để giúp đỡ được các bạn thì các bạn phải kết nối với Kim Toàn và chúng ta phải trả phí. Các bạn đừng có lo nhé, cái việc trả phí này rất là đơn giản và rất là nhẹ. Chủ yếu là chúng ta kết nối với nhau là chính, và quan trọng nhất là phải giải quyết được vấn đề của mình đang mắc phải. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại và mong muốn được chăm sóc các bạn ở trong những cái liệu trình dành riêng cho từng cá nhân một nhé. Còn ngoài ra, trong trường hợp mình cảm thấy rằng là hài lòng rồi thì mình cứ thiết tập từ bài thứ 1 đến bài thứ 7 tiếp tục, cứ thế lặp đi lặp lại. Có nghĩa là đằng sau cái video của bài ngày thứ 7 này, chúng ta còn có những cái buổi tập riêng, có thể là Kim Toàn hướng dẫn các bạn làm sao cô chú anh chị tự xoa bóp bấm huyệt cho nhau. Rất là đơn giản, nó chỉ trong vòng khoảng 30 phút thôi. Rất là nhiều lợi ích kép mà chúng ta sẽ có được. Ví dụ như là gia tăng cái tình cảm vợ chồng với nhau, bố mẹ với nhau, con cái với nhau. Bây giờ và các bạn hình dung là giả thiết như cháu của mình nhé, biết xoa bóp và cháu xoa bóp cho bố mẹ, thì cái cảm giác tình cảm nó làm sao rất thú vị, rất là tuyệt vời. Hoặc là làm cho ông bà, hoặc là ông bà thấy bố mẹ, thấy con cái của mình đau, có nghĩa là ông bà nhé thấy bố mẹ của các con đau, thì ông bà là con ngồi đây, mẹ bóp cho, bố bóp cho con một tí, con sẽ cảm thấy rằng là rất là dễ chịu và thoải mái ngay tức khắc. Và những cái chuyên môn này là chúng tôi học được từ đây ra, và cái điều đó là rất là thú vị nhé. Có nghĩa là rất nhiều lợi ích kép ở trong đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái video hữu ích của những cái chuyên đề khác trong những lần tiếp theo.